Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Hoa Kiểng Bến Tre của mình. Một ngày mới ha. Đây là cái khu vườn cúc mâm xôi của mình nè. Mấy hôm nay thì mình đang rời những cái chậu cúc này, tản nó ra để cho các tàn đừng có giao nhau. Rời nay được hơn nửa vườn rồi đó mọi người, còn rất nhiều nữa, chưa có rời được ha. Tính đến thời điểm hiện tại thì cúc của mình phần lớn là như thế này này, đã tẻ rồi và chuẩn bị vào hạt. Và mình cũng đã thay đổi phân với thuốc xịt cho cây rồi nha. Trong cái video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái loại phân cũng như thuốc xịt mà mình đang sử dụng ở cái thời điểm hiện tại ha. Đối với cúc mâm xôi thì cũng như tất cả các loại hoa kiểng khác thôi, mỗi giai đoạn thì mình sử dụng một cái loại phân khác nhau, thuốc cũng như vậy luôn, để cho nó phù hợp với cây. Bây giờ thì là gần cuối của cái giai đoạn làm bông rồi, bây giờ là sang cái quá trình nuôi bông rồi đó mọi người. Bắt đầu ha, chuyển biến giữa cái quá trình làm bông và cái quá trình nuôi bông. Đó, nuôi bông với làm bông là nó vẫn khác nhau nha mọi người. Mình làm bông là mình làm sao ha, để cái cây nó có mầm hoa đó, có bắt đầu có hạt. Đối với mâm xôi thì mình gọi là có hạt như vậy ha. Còn nuôi bông là mình sẽ nuôi những cái hạt đó, những cái nụ đó nó lên. Và phân thuốc thì mình cũng thay đổi để cái bông hoa của mình nó được đẹp nhất, rực rỡ nhất. Thật ra ngày giống như ngày xưa mà làm bông làm hoa thì đơn giản hơn nhiều. Nhưng mà bây giờ khác đây mọi người. Bây giờ thì có nhiều loại phân, loại thuốc mà kiểu như là thời đại nó cũng khác ha. Thì mình cũng phải vận dụng một số cái loại phân thuốc để cái bông hoa của mình nó màu nó cũng được đẹp hơn, rực rỡ hơn, sáng màu hơn. Đây là những cái chậu cúc của mình này, mình đang quay cho mọi người. Đây, mới rời được con nửa vườn thôi mọi người. Ở bên này là những cái chậu bông nó muốn giao nhau rồi ha. Cái này thì nó còn ra một khúc là nó đụng tàn đó. Thì mình mới chỉ làm được tới đây thôi, phải rời nó ra để cúc mâm xôi á, cũng như các loại hoa kiểng khác thôi mọi người ạ. Nếu mà những cái tàn mà mình để cho nó bị đụng nhau á thì nó sẽ bị lép, không có được đẹp là một phần. Thứ hai nữa là cây nó dễ bị bệnh. Chậu cúc của mình nó rất là to luôn, bự luôn. Nay là có hạt đây nè mọi người, hạt trắng này nè. Mình đăng tải video ha về cúc mâm xôi thì thường thường có rất nhiều người cứ hỏi mình là cúc mâm xôi mà tẻ yếu ở thời điểm hiện tại thì có kịp Tết hay không. Mình nói thật với mọi người á, kịp hay không là do cách làm của mọi người. Ở trên này thì mình quay rồi mình nói như vậy, nhưng mà mình làm cái cách của mình á, từ đầu tới cuối á, về cơ bản thì nó đã khác với mọi người rồi ha. Chỉ có thể bản thân mình làm và hiểu được vấn đề thì mình mới biết được nó tệ yếu hay không á, nó có kịp hay không. Chứ giờ mình mà nói ủa cho tệ yếu là kịp hoặc không kịp, nó chỉ là một lời nói thôi, chứ bản thân mình không làm thì nó không có hiệu quả đâu. Và mình cũng có một số chậu cúc tệ yếu thì mình đã tách riêng ra và đang xử lý. Thì cái đó mình cũng đang có video rồi, mọi người có thể vào kênh của mình xem lại cái video đó là tưới phân xịt thuốc cho cúc mâm xôi mà bị tệ yếu, bị trễ ha ha. Vài ngày nữa thì mình sẽ cập nhật lại cái cúc đó cho mọi người xem nhé. Tệ yếu và sớm mình đều tách riêng ra hết. Còn phần lớn những cái chậu cúc trong khu vườn của mình thì như thế này đây. Đó, đang vô hạt. Chậu thì rất là đẹp, bộ lá rất đẹp luôn nha. Đấy, quay cho mọi người từ trong ra ngoài này. Đó. Cái chậu này thì tàn nó bự lắm, phải là chả biết bao nhiêu ha. Mình thấy người ta đo cúc mâm thôi, người ta hay đo vòng vòng như thế này. Và nguyên khu vườn thì nó cũng khá đều, 1.600 chậu là như cây mình đang quay cho mọi người đây. Cúc của mình thì cũng có một số cây nó bị tẻ tới 2 lần đó. Thì nếu như mà cây của mình mà nó bị tệ yếu á thì mình phải tăng cường ha, sẽ xịt thuốc nhiều. Mọi không biết mọi người thì sao, chứ mình ở đây mình hay dùng An Quin kết hợp với tinh lắm, xịt để chặn cái đầu bông này lại ha, đừng có cho cây nó vươn lên nữa, mà giúp cho cây nó nhanh già mau tệ. Thời điểm hiện tại là hầu như tất cả các khu vườn thì đều đã tẻ sạch rồi và đang vô hạt. Bước qua cái quá trình nó bắt đầu là nuôi bông rồi đó mọi người. Cúc mâm xôi á, những người mà mới làm hay những người mà làm lâu năm rồi á thì nhiều khi á
cũng rất chỉ là khó hiểu thôi. Hôm nay thấy thấy cây nó còn được được, nhưng mà ngày mai đi ra thăm vườn là không biết già hay là non hay là trễ nữa mọi người. Đó, nó xoay mòng mòng luôn. Thực ra thì nhà mình làm cúc mâm xôi á, thì cũng mới làm 3-4 năm nay thôi. Kinh nghiệm thì không có nhiều đâu, chỉ là vừa làm như vậy. Cây á, cứ đi tới bước nào thì mình từng bước vậy xử lý. Đó, nhiều khi cũng rất chỉ là mất ăn, mất ngủ. Mà ai cũng vậy thôi mọi người, tại vì người làm nông thì như vậy ha. Người ta thường thì hiền lành, chất phát và hay mất ăn mất ngủ với những cái chậu bông, không phải như những cái ngành nghề khác. Đây này, mình cũng có một số chậu nó nằm ở đây, nó cũng hơi còn non non này mọi người. Lúc trước là nó đã tệ rồi, xong nó cái một trận mưa đêm ha, có một số nó lại non lại. Những cái này thì mình cũng đã xử lý. Tất nhiên thì cúc ở trong vườn mình nhá, dù non sớm hay trễ thì mình đều chia ra và xử lý hết, không có bỏ cây nào đâu mọi người. Đó. Nhiều khi á, mình thấy hôm bữa mình đăng video á, về cây cúc mà nó bị trễ á, có một số bạn vô bình luận nói là cúc mình cũng bị như vậy mà đã bỏ rồi ha, không còn chăm sóc nữa. Đối với nhà mình thì không bao giờ bỏ cúc đâu, nó non thì mình cũng tiếp tục chăm sóc và xử lý. Và nó mà sớm thì cũng như vậy, tại vì nhiều khi bỏ như vậy tiếc lắm mọi người. Nhiều khi mình chăm sóc á, thì không biết có ăn hay không, nhưng mà mình bỏ ấy á, tới gần Tết đó thấy cúc nó vẫn còn nở nở hé hé, mình thấy tiếc lắm, mình không bỏ. Mình xấu đẹp gì mình cũng giữ lại hết, chỉ khi nào mà nó quá tệ đi thôi thì mình mới bỏ ha. Rồi, đó mình coi. Nói chung thì cũng không có đều lắm đâu, một số 80-90 thôi. Đó, một số thì nó đã tệ và bắt đầu vô hạt đi. Có một số thì nó tệ còn non này. Nhưng mà những cái này thì mình cũng để lượt ở đây luôn ha. Chỉ có một số chậu mà nó non quá thì mình mới tách riêng ra thôi. Đây thì mọi người nhìn như thế này thì cũng có thể thấy được ha. 80-90 thôi. Để mà được một cái chậu cúc mà tròn, mà đều, mà đẹp như thế này á mọi người. Thời điểm mà cái hiện tại này, mình mà xịt thuốc á, thì mình hay xịt với an win lắm nha. Đó, để cho cái cây nó tàn, nó tròn, đều, đẹp. Chứ nếu như mà nhiều lúc mà mưa, rồi có một trong một cái chậu á, có nhiều đọt thì nó đã tệ rồi, có nhiều đọt thì nó chưa đợt tệ. Gặp mưa nó hay bị ngóng ngóng như thế này nè. Đó, nó không có tròn, không có đều. Cho nên mình phải xịt thuốc thường đó, để cho cây nó được tròn, được đẹp. Rồi, về cái phần xịt thuốc của mình, ở thời điểm hiện tại thì mình dùng 50ml ha, Anwin, kết hợp với một bịch đó là 15-5-35. 15-5-35 này thì để cho hỗn nó lên lẹ hơn ha. Anwin thì mình giúp cho cây mau già, nhanh tẻ và cân bằng lại cái chậu bông của mình. Đây, mọi người, mình quay cho mọi người xem cái chậu này. Nó nhấp nhô, họ một vài cái đọt nó lên như thế này. Đó. Tất nhiên thì trong vườn mình cũng có một số chậu nó không có được tròn lắm. Nhưng mà quay như thế này thì cũng được 70-80% là tròn ha. Đó là nhờ xịt thuốc đó mọi người. Đó là về cái phần thuốc. Còn như phân để mình tưới cho 1.600 chậu. Đó, với cái tình trạng mình đang quay đây ha, như thế này. Và cái thời điểm hiện tại đó là chuyển biến từ cái giai đoạn làm bông sang cái giai đoạn nuôi bông nha mọi người. Thì mình sẽ sử dụng cái phân đó là 15-5-20 ha. 1.600 thì mình tưới 2 kg. Hơi ít ha. Nhưng mà mình dùng bao nhiêu thì mình nói như vậy ha. Tại vì phân thuốc cho cúc mâm xôi và các loại hoa kiểng á, mình thấy mọi người dùng mỗi kiểu, số lượng cũng khác nhau, ngày tưới cũng khác nhau. Đó, trong các video của mình thì mình làm như thế nào thì mình nói như vậy thôi. 7 ngày thì mình tưới một lần nha mọi người. Cái phân 15-5-20 này ha, đó là cái phân nuôi hột. Đó, bắt đầu cái quá trình nuôi hột cho cây 7 ngày tưới một lần, mà kết hợp với cái hai hũ lợ cổ rễ. Cái hai hũ lợ cổ rễ này thì trong một số video của mình là mình hay giới thiệu đấy đó mọi người, thường xuyên này đó. Tại vì giai đoạn hiện tại thì cúc mâm xôi á, cái bộ rễ của nó là đã già rồi. Nó gọi là cổ rễ rồi đó. Cho nên mỗi lần mà mình tưới phân ha, thường thì 1 đến 2 cự, 2 cự á. 2 cự thì mình sẽ bổ sung thêm cái hũ lợ cổ rễ cho cây.
để cho cái bộ rễ của cây nó được khỏe mạnh, hạn chế được cái tình trạng mà cây nó bị chết nhánh á mọi người. Mọi người cứ để ý đi, cúc mâm xôi mà khi mà cái cây mà cái tàn nó bự lên như thế này ha, nó bắt đầu vào cái quá trình nuôi hột và lên bông á, nó hay có cái tình trạng là chết nhánh. Cho nên sau khi mà cây đã có hột rồi ha, đó, mình bắt đầu nuôi cái hột đó rồi thì mình phải quan tâm tới cái bộ rễ của cây nhiều hơn, để cái tình trạng nó chết nhánh nó được hạn chế tới cái mức thấp nhất. Tiếc lắm mọi người, những cái chậu bông mà to, tròn, đẹp như thế này đó, mà hư đi là mình tiếc lắm. Chăm sóc này cũng đã 6 tháng rồi ha, gần 6 tháng rồi á, phải không ta? Đâu, mới 5 tháng ha, còn 2 tháng mấy nữa. Đây là toàn bộ khu vườn của mình này, để quay cho mọi người xem cái con đường mà đi tưới cây mỗi ngày này. Nước là lên sình này. Còn về cái phần tưới nước thì mình tưới bình thường nha mọi người. Giai đoạn hiện tại thì đã bình thường. Rồi, cảm ơn mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye.